Em gồm các thành viên. Em tên là Hình Trần Minh Thái. Em tên Nguyễn Thành Bảo. Em tên Nguyễn Thiều Chí. Em tên Ngô Thanh Nhàn. Em tên Võ Thanh Bảo Khang. Em tên Nguyễn Văn Nha. Nói sơ đài đây. Sơ đài chúng em thực hiện món trộn chiên nguyên liệu gồm bún, rêu, lá hành, một củ hành tây, cà rốt, bèo sợi, đậu phộng, thịt bò, thịt heo và các loại gia vị. Thịt bò, barbecue. Sau đây là những đây nha thầy, đây là tụi em nha, sơ chế thịt bò. Em đổ dầu vô. Đổ bắt hết. Cơm đậu. Bỏ thịt heo. Đây là các gia vị. Thằng bán đũa hết rồi cô. Ủa đũa hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, món xèo.